Rồi, xin chào tất cả các em và quý phụ huynh thân mến. Cũng lâu lâu thì thầy cũng ra một cái clip gọi là tổng quát để cho các em từ khối 6 cho tới khối 10 để chúng ta nắm. Còn là đây là clip chung, chúng ta xem chung ha. Còn khi mà thầy up ở trên từng khối thì khối 6 thì xem theo khối 6, khối 7 thì theo khối 7, chứ không thể xem chung được. Khối 6 không thể nào xem khối 7 thì không thể nào hiểu được, đúng không nào? Thì lâu lâu thầy cũng có gọi là cái chung để cho tất cả các học sinh đã đăng ký vào cái kênh của thầy để mà có cái gọi là cái chung ha, để chúng ta tất cả chúng ta đều xem cái clip này. Trong clip này thầy muốn chia sẻ một cái bí quyết mà theo thầy, nó đã theo thầy và nó ăn sâu vào trong tính cách và con người của thầy, và tới thời điểm hiện tại bây giờ thầy chia sẻ cho các em, đó chính là cái bí quyết thành công ở trong cuộc sống và trong học tập. Mà đây là riêng cái ý kiến cá nhân của thầy thôi, chứ còn mỗi người á nó có một cái quan điểm sống và một cái phong cách sống và một cái tính cách và nhìn nhận cuộc sống nó khác nhau hoàn toàn, chứ không ai giống ai các em. Tại vì người ta nói là 9 người thì đã 10 ý rồi, có 9 con người mà đã 10 cái ý các em. Nên ví dụ như có thể là người này thích cái này, có thể người kia thích cái kia, có thể là yêu thích công việc khác nhau, nhưng cái mục đích chung ở đây là cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta thấy là ví dụ đối với các em học sinh đi, thì chúng ta phải xét về cái khả năng học tập, cái khả năng quan hệ học tập, thể loại khả năng học tập và khả năng quan hệ bạn bè đồng trang lứa các em có như thế nào, nó được tốt hay không, quan hệ với bố mẹ gia đình anh em dòng họ có được tốt hay không, thì cái đó bây giờ thầy sẽ chia sẻ. Còn đối với quý phụ huynh, đối với người lớn ở đây, tôi là nhỏ tuổi chứ không lớn đâu, tôi năm nay chỉ có 35 tuổi thôi. Thì thực chất tôi chia sẻ ở đây á, còn quý phụ huynh nào lớn tuổi hơn mà có kinh nghiệm sống nhiều hơn thì có thể góp ý cho tôi qua thông qua comment. Một tí nữa tôi sẽ nói chỗ comment sau, tại sao có một số học sinh và cũng có một số phụ huynh comment nhưng tôi không trả lời lại. Không phải là tôi không trả lời lại mà tại vì tôi không có thời gian, mặc dù tôi vẫn đọc nhưng tôi không có thời gian, đủ thời gian để mình tôi trả lời. Một ngày là trên cái kênh là nhận khoảng gần cả 1.000 cái comment thì không thể nào trả lời hết được, nên mong quý phụ huynh và các học sinh trên cả nước thông cảm, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề nha. Có thể là một clip này hoặc là có thể quay thêm một hai clip nữa, có thể nó dài quá, được chưa nào? Ở đây tôi muốn nói nè, để mà thành công trong cuộc sống và công việc theo tôi thôi nha, đó chính là chúng ta phải làm việc, nó phải có cái lịch làm việc em, lịch làm việc. Cái lịch làm việc ở đây thầy nói các em nha, đầu tiên này, cái lịch làm việc ở đây chúng ta phải lên một cái dây cót, lịch làm việc nó cụ thể. Nếu như được là chúng ta sẽ lên dây cót trong một tuần, nếu được là trong một tuần, còn nếu không được nữa là trong một ngày. Trong một ngày trừ thời gian ngủ ra, thì bây giờ chúng ta lên dây cót giùm thầy là từ 5 giờ sáng đi cho đến 22 giờ giờ đêm giờ tối. Trong khoảng thời gian này, bây giờ buổi sáng này, ví dụ bây giờ các em học sinh này, thầy thể chia theo em thử nó có hợp lý không nha. 5 giờ sáng chúng ta có thể là ôn lại bài với lại làm bài tập cho đến mấy giờ, đến 6 giờ, đặt dấu trừ rồi bảo giờ âm nên chết. Thì 6 giờ, 6 giờ chúng ta nên ăn sáng, chúng ta đừng nên bỏ bữa, chúng ta nên không bỏ bữa ăn sáng. Không phải đừng ở đây nói ăn sáng uống cà phê giống người lớn là không được đâu nha, ăn sáng uống sữa, hộp sữa ở đây, được chưa? Sau đó chúng ta đi học cho tới, nếu chúng ta học tiết 5, tại vì thầy dạy phổ thông nên là sẽ 11 giờ, cho 11 giờ 30 đi, 11 giờ 15 là hết tiết 5 rồi, nhưng 11 giờ 30 chúng ta sẽ gì về về nhà, về nhà. Còn nếu như các bạn ở xa chúng ta ở lại thì chúng ta đi ăn ăn trưa, có đó ăn trưa đó. Sau đó buổi chiều nếu chúng ta học phụ đạo bồi dưỡng hoặc là học thêm nha, buổi chiều thì
Buổi chiều thì trong cái khoảng thời gian này này, ta phải lên kế hoạch. Ta có thể là bồi dưỡng này, học sinh giỏi này, hoặc là phụ đạo này, hoặc là học thêm này, hoặc là tham gia ở trường cái gọi là các cái hoạt động ngoại khóa, đúng không? Hoạt động ngoại khóa thì chúng ta tự sắp xếp thời gian, tự sắp xếp để vừa học vừa chơi, vừa học, không phải vừa học vừa chơi là thầy nói ở đây á là trong phần hoạt động này, chứ còn nếu như đi học thêm hoặc là bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo thì không thể bỏ cái chơi này đi, chỉ có học thôi, được chưa nào? Chúng ta học tầm cũng tới khoảng theo thầy á khoảng 4 giờ chiều thôi, đừng có lạm dụng học quá chứ nó điên em, học nhiều quá thì trở thành nó bị tự kỷ và bị trầm cảm và bị điên mất, theo thầy nghĩ thế. 4 hoặc tới 4 rưỡi thôi là hết đó. Từ cái khoảng thời gian mà 4 giờ 30 đây này cho tới khoảng tối đa khoảng 5 giờ 30 hoặc là 6 giờ 30 chúng ta phải chơi thể thao, đừng có lao đầu mà chơi game bút. Bữa nay thầy thấy cái game bút gì đấy nó đang nổi tiếng, bắn trực tiếp này nọ, chúng ta đừng nên lao đầu vào. Mà thể thao ở đây thầy khuyên em là nên là bóng đá này, bóng chuyền này, đối với bạn nam nhé. Còn các bạn nữ thì có thể là nhảy dây này, hoặc là mình lựa chọn một cái môn nào đó mình hứng thú, và miễn sao mình vận động chân tay này, mình đừng có ngồi nữa mà mình chạy nhảy vận động chân tay, mình có thể chạy bài tập thể dục ở nhà tới phòng tập gym để chúng ta hoạt động. Để làm gì? Để khi đó cơ thể của chúng ta tiết ra một cái loại hormone để cho sảng khoái tinh thần để tiếp tục vào buổi tối trong việc học tập của chúng ta. Các em hiểu nào? Thì còn vào buổi tối á, thì chúng ta nên ăn cơm xong ngồi nghỉ theo thầy khoảng 7 giờ 30 bắt đầu học là vừa. Nếu chúng ta không đi học thêm. Nếu chúng ta đi học thêm thì khoảng 9 giờ bắt đầu về. Đó, sau đó chúng ta sắp xếp công việc, ôn tập học bài cũ, rồi làm bài tập. Nhớ, chúng ta phải học theo trình tự như này chúng ta mới tiến bộ này các em này. Sách giáo khoa trước. Tất cả các bài trong sách giáo khoa chúng ta phải nắm chắc, giải được, tự chúng ta giải được sau khi xem clip của thầy, xem học thêm, xem ở trên cái cách dạy ở trên trường, chúng ta tự làm được là ok rồi, sau đó chúng ta chuyển sang sách bài tập. Sách bài tập mà thầy nói các em cỡ như sách giáo khoa và sách bài tập mà các em tự làm được hết tất cả các bài ở trong sách giáo khoa và sách bài tập thì coi như chúng ta đã thành công là 70%. Cái tương lai của mình rất là sáng lạng rồi. Các em muốn 30% còn lại nữa thì các em sẽ mua sách nâng cao. Về để học những cái bài nó cao hơn và chúng ta mở rộng kiến thức hơn thì cái này nó sẽ chiếm 30% tương lai còn lại của các em. Được chưa? Theo thầy là như thế. Còn để các em mà muốn giỏi nữa, chúng ta phải tìm được một người thầy. Ở đây thầy không nói là thầy nhé, thầy không nói là thầy quan nhé, một người thầy có thể là dạy thêm chúng ta cực kỳ hiểu và chúng ta cực kỳ quý mến, nói tới đâu chúng ta hiểu tới đó, nói tới đâu chúng ta hiểu tới đó. À, chúng ta có thể coi người thầy cũng giống như là một, không phải là một người bạn mà một người rất gần gũi để chúng ta trò chuyện, chúng ta trao đổi. À, cái này em không hiểu nè thầy, cái này em không biết nè thầy, thầy sẽ hướng dẫn em. Còn nếu như bên cạnh người thầy mà dạy thêm các em, chúng ta có thể coi thầy, thầy Quang là một người bạn, một người thầy đồng hành với các em từ lớp 6 tới lớp 12 trong gần như rất là nhiều môn toán, hóa, sinh, và thầy sẽ hướng tới là lý nữa các em. Toán, hóa, sinh, lý thì gần như là tự nhiên. Còn một số bạn thầy thấy comment rất là vô duyên. Hỏi thầy ơi có dạy anh văn hay không, thầy ơi có dạy ngữ văn hay không, thầy ơi có dạy lịch sử địa lý hay không, thì thầy không thể nào một mình thầy mà dạy cả tự nhiên và xã hội được. Thầy nói các em như một như thầy đi, thầy nói không phải là tự hào, khó có người thầy nào có khả năng dạy được các em cả là toán, hóa, sinh và lý được. Chỉ một người thầy đó chỉ dạy chuyên về một môn toán hoặc hóa thôi, được chưa? Mà ở đây thầy kiêm cả bốn môn thì các em nghĩ làm sao nữa, mà bảo thầy dạy anh văn rồi dạy sử hay không, dạy công nghệ hay không, thôi thầy không biết những người đó có não hay không nữa, thầy nói thực sự luôn đó. Đấy là chia sẻ luôn,
ở trên clip này các em cứ comment thoải mái, thầy chấp nhận nhận đá gạch này nọ, các em nói dân theo dân trên mạng em, nhưng mà nó thực sự là như thế. Đấy là về cái việc học tập của chúng ta. Còn đối với người lớn, đối với ví dụ như thầy thì nói nhanh thôi, thì ví dụ như thầy, thầy sẽ có cái lịch ở trong ngày hết các em. Ví dụ thứ hai thầy đi chào cờ, dạy buổi chiều đi dạy thêm, ở nhà dạy thêm, hay là quay video các em, hay là làm máy tính, hay là gì gì đấy. Nghĩa trong đầu của thầy đã sắp xếp hết trong trong cuộc hẹn, ví dụ như là có cái thiệp mời đám cưới hay gì đó, thì mình phải tự sắp xếp mà chủ động trước, gần như là trước một ngày, để làm gì? À, bữa nay thứ hai thứ ba này có sẵn hết rồi, cứ thế mà làm. Và nó phải cực kỳ khoa học, sắp xếp thời gian, kể cả là con cái còn nhỏ này, rồi dạy thêm lịch nào, đi bồi dưỡng học sinh giỏi lịch nào, phụ đạo lúc nào, rồi vân vân, mối quan hệ bạn bè, rồi đám cưới, rồi mối quan hệ bà con là chàm chòm sớm nữa, chứ không thể nào thầy ngồi mà thầy quay cái em từ sáng đến chiều, từ ngày này sang người khác được, không có đâu. Mà ở đây thầy chỉ tranh thủ thời gian rảnh để mà thầy quay, thứ nhất là giúp cho các em có tiến bộ học tập. Còn ở khóa học online, thầy nói một xíu nha, khóa học online 200.000, 200k đây một học kỳ, một học kỳ thầy nói các em quá rẻ, quá rẻ so với cái, thầy nói các em là quá rẻ so với cái công sức và cái tâm huyết của thầy bỏ trong đây nhé. Có một số phụ huynh thầy nói thực sự rất tôn trọng thầy, thầy rất là quý những người đó. Một số phụ huynh giống như là bỏ 200.000 đây giống như là 200 triệu nghe. 200 triệu. Tại vì đúng, có nhiều lúc thầy quay không kịp thì sẽ thông cảm cho thầy. Tại vì công việc khối lượng quá nhiều đây nè. Dạy chính trên trường, dạy chính nè, dạy thêm nè, bồi dưỡng nè, phụ đạo nè, hoạt động ở trường nè. Tại vì thầy hiện tại đang làm tổng phụ trách được em, hoạt động ở trường này, con nhỏ này, mối quan hệ này, bạn bè anh em, rồi đám cưới, đám hỏi, đám ma, đám chết, ô đủ thứ chuyện đám em, đủ thứ chuyện hết. Đó, hồi nãy giờ thầy chỉ mới phân tích một cái lịch làm việc thôi đấy, mà đã là 12 đến là 13 phút rồi. Cái một cái nữa thầy cũng chia sẻ ở đây nữa, đó chính là hai cái theo thầy nó rất quan trọng và thành công ở trong cuộc sống của thầy hiện tại bây giờ, đó chính là đúng giờ và đúng hẹn. Các em nhớ thầy một câu này mà bố thầy dạy từ thầy lúc nhỏ mà bây giờ thầy vẫn áp dụng, đó chính là gì? Một lần mất tín thì vạn lần mất tin. Nhớ thầy cái câu này nhé. Cái câu này có nghĩa là gì? Nếu như một lần mà mình thất hứa với người ta thì 1.000 lần người ta cũng không bao giờ tin các em. Ví dụ như bây giờ thầy hứa với học sinh đi, bữa nay thầy đi dạy bồi dưỡng em mà thầy không lên lớp, em lên em chờ từ 1 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều không thấy thầy đâu hết thì không bao giờ đi nữa. Thầy nói ví dụ như thế. Thì trong cuộc sống của em, đối với bạn bè, đối với thầy cô, đối với cuộc sống và đối với bố mẹ, anh chị em, chúng ta phải kim chỉ nam là phải thứ nhất là đúng giờ. Ví dụ nói 2 giờ thì phải đúng 2 giờ, chứ không có theo cái giờ cao su của Việt Nam hiện tại bây giờ. Không phải giống như mấy cái ông nhà nước hiện tại bây giờ lên ủy ban xã, ủy ban thị trấn này nọ, 7 giờ rưỡi người dân đã tới rồi mà 8 giờ mình đi làm. Cái phong cách của người Việt Nam và người cán bộ Việt Nam là như thế. Và thầy rất ghét cái phong cách đó. Và thầy, theo thầy là cực kỳ phải đúng giờ, phải đúng hẹn. Hẹn người ta ở đâu, ở chỗ nào, mấy giờ là phải đúng. Đó chính là cái yếu tố quyết định thành công của chúng ta. Tuy thầy nhỏ tuổi nhưng cái đầu của thầy cũng không nhỏ đâu. Thầy nói thật sự với em, đối với nhìn nhận cuộc sống, thầy giống như ông lão của em. Trong clip hôm nay thầy tạm thời chia sẻ cho các em hai cái này. Cái này gọi là phần 1 nha. Thầy sẽ làm tất cả các phần ở đây để mà ra được cái bí quyết thành công để chúng ta cờ cả trong học tập và trong cuộc sống. Đây là phần 1, gọi là clip thứ nhất. Thầy sẽ nói cực kỳ nhiều nữa, thầy làm một clip luôn để các em theo dõi. Và cứ thế sau này nó hình thành cái nhân cách của các em
Cứ như thế mà chúng ta phát huy thôi. Và chúng ta sẽ thành công ở trong học tập và trong cuộc sống sau này. Không phải trường học là tất cả các em, trường đời mới là tất cả. Không phải ai học giỏi sau này mình giàu hoặc là mình được người khác tôn trọng, không có đâu. Cái đến quan điểm đó sai lầm. Không cần học quá giỏi mà chúng ta học ở đây, chúng ta biết đậu được một trường đại học nào đó, sau này ra mọi người tự linh hoạt và tự thích nghi với cuộc sống. Ok, được chưa? Clip hôm nay thì tới đây là kết thúc. Thầy sẽ làm phần 2 ở tiếp theo nha, ở trong cái ngày gần nhất, và sẽ liên tục cho các em. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ giùm thầy, thứ nhất là phải có cái lịch làm việc, thứ hai là phải đúng giờ và đúng hẹn. Ok, được chưa nào? Rồi, đấy là theo cá nhân thôi thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em và các quý phụ huynh trong clip ở phần 2 nha. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh trên cả nước nha. Cũng cảm ơn các em và quý phụ huynh đã tin tưởng và đăng ký vào kênh của thầy để mà nhận được những video mới nhất từ kênh của thầy ha. Và nhớ nhấn vào cái chuông em nha. Thì trong clip trước thì thầy đã chia sẻ cái phần 1 ở cái bí quyết thành công trong học tập và trong cuộc sống ha. Đây là chính là theo cái quan điểm của thầy Quang thôi, còn quan điểm của mỗi phụ huynh và của mỗi cá nhân thì nó khác nhau hoàn toàn. Nên là bữa thầy đã nói có một câu gì, 9 người thì 10 ý, đúng không nào? Thì trong clip trước á, thì thầy chia sẻ để mà thành công á, là chúng ta phải có cái lịch làm việc, phải có cái lịch làm việc, phải có kế hoạch ha, phải có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng chặng đường và từng cái thời gian quan trọng ha. Đối với học sinh thì chúng ta có kế hoạch học tập, còn đối với phụ huynh thì có kế hoạch làm việc. Ở đây thầy, ở đây tôi không dám chỉ bảo các phụ huynh nhé. Ở đây tôi chỉ bày cho các em học sinh gọi là theo tôi thôi, chứ còn tôi không dám lên mặt hay là dạy đời hay là gì đó. Nên mong quý phụ huynh mà cảm thấy cái video này nó không có cần thiết thì mong quý phụ huynh bỏ qua. Còn các em học sinh cũng vậy, cảm thấy mà tin tưởng con người thầy và tin tưởng vào cái khả năng của thầy thì các em xem, mà không tin tưởng thì thôi, thì các em sẽ bỏ qua. Ok, được chưa? Thầy trò mình làm việc như thế nó mới thoải mái được, chứ cũng thầy cũng không bắt buộc một em nào hoặc là một phụ huynh nào phải xem mà phải comment một cách gượng gạo hay gượng ép, hay quá thầy ơi hay là cái gì đó, mà trong khi đó chúng ta không thích thì các em cứ comment vậy thôi. Ok, cái thứ hai nữa trong clip trước thầy đã nói, đó chính là đúng giờ và đúng hẹn em. Đây chính là hai cái yếu tố giúp cho chúng ta ban đầu chúng ta thành công, được chưa nào? Và đừng để người khác chờ đợi. Không phải bảo là chờ đợi là hạnh phúc, mà chờ đợi đây là mệt mỏi, là coi chừng. Nếu như mà hai người yêu nhau bắt người yêu chờ miết thì coi chừng ha. Ở đây thầy nó vui thế, trong kem cái lứa tuổi đang học tập thì cũng không nên yêu đương hay hẹn hò gì hết, mà phải tập trung. Đặc biệt là các bạn từ năm lớp 8 nó có dấu hiệu biểu hiện dậy thì chúng ta nó có những cảm xúc đầu đời rung động, thì đấy là cảm giác sơ qua trong cái lứa học trò thôi các em, chứ cũng chẳng phải là tình yêu gì đâu nha. Ok, đừng có nhớ nhung hay đừng cái gì hết nha. Theo quan điểm của thầy tiếp, hôm nay thầy chia sẻ tiếp các em, đó chính là chúng ta phải chăm chỉ trong học tập và cuộc sống. Theo thầy là như thế, chăm chỉ trong học tập và cuộc sống. Ở đây thì nói chăm chỉ, bây giờ thứ nhất là trong học tập, thì cái này nó cũng gần giống như cái lịch làm việc của chúng ta. Thì trong học tập chúng ta cần phải xây dựng cái kế hoạch, chúng ta phải gì, học bài này, ta phải học bài cũ này, nghĩa là phần lý thuyết này, chúng ta phải làm bài tập này, bài tập trước khi đến lớp, và đồng thời chúng ta phải xem trước bài. Cái này là cái yếu tố xem trước bài, gọi là bài mới đấy các em. Ví dụ bữa nay chúng ta học bài những hàng đẳng thức đáng nhớ đây, hàng đẳng thức số 1, 2 toán lớp 8 nha. Chuẩn bị chúng ta học tới hàng đẳng thức 3, 4.
thì chúng ta phải xem trước, à cái hàng thức này có gì mới hay không, có cái gì mà chúng ta khi chúng ta đọc sách giáo khoa chúng ta không hiểu, chúng ta phải xem trước. Và đặc biệt chúng ta phải xem clip của thầy trước khi chúng ta lên lớp, chúng ta sẽ rất là nhanh hiểu. Em hiểu nào, cái đấy là thầy nói xen xen của thầy thôi, dùng bạn nào không thích thì thôi, chúng ta có thể xem. Hoặc là khi chúng ta đọc trước bài như thế thì chúng ta lên trên trường, à thầy ơi phần này em chưa hiểu thầy, hoặc là chúng ta có thể trao đổi với bạn bè ngồi bên cạnh, à mày chỉ tao dùm cái phần này, hồi thầy cũng vậy các em, chứ không ai mà tài giỏi mà biết hết được liền được, theo thầy là như thế đó. Trong học tập thì chúng ta học bài cũ này, làm bài tập, xem trước bài và chuẩn bị cái dụng cụ học tập đầy đủ trước khi đến lớp. Ví dụ nào là máy tính này, nào là thước này, nào là cơm ba, nào là bút. Chứ ví dụ lên lớp cái bỏ bút quên ở nhà thì thầy hay nói với các học sinh, các em đi cày mà em dắt con trâu ra nhưng mà không có cái lưỡi cày thì sao mà cày, chẳng lẽ dắt con trâu đi về đó. Nên là đặc biệt là trong vấn đề thi cử thì chúng ta phải chuẩn bị cái này cho đầy đủ, các em hiểu chưa nào. Đó, một cái mà thầy hôm trước thầy quên nói các em, đó chính là cái đúng giờ và đúng hẹn này. Chúng ta phải có đồng hồ. Đây, thầy giới thiệu cái đồng hồ đeo tay của thầy đây. Cái đồng hồ, luôn luôn có đồng hồ. Và đặc biệt chúng ta phải có báo thức. Phải có báo thức các em. Không một người nào tài giỏi mà bảo cái đầu của mình, đặc biệt cái lứa tuổi của em là ngủ, làm ngủ rất là sâu. Chứ như thầy thì thật sự các em là bây giờ khoảng 5 giờ kém, như là 4 giờ 50 không cần ai gọi, không cần báo thức thì thầy đã dậy rồi. Nó quen, thầy thuộc cái dạng cũng hơi lớn tuổi so với các em. Nhưng mà đối với các em thì nếu bố mẹ các em không gọi thì các em quất là chặt từ 8 giờ sáng. Đó, theo thầy nghĩ đấy, phải có báo thức các em. Nha. Có báo thức. Tiếp tục chúng ta trở lại vấn đề này. Đây là trong học tập, còn trong cuộc sống này, cuộc sống của các em ấy, thì chúng ta chăm chỉ bằng cách nào? Chúng ta phải gì? Ví dụ phụ giúp bố mẹ này, phụ giúp bố mẹ, ví dụ chúng ta có thể là quét sân, hay là đi mua cho mẹ một cái bì bột ngọt, hay là một chai dầu ăn, hay là cái gì đó. Các em hiểu không nào? Đó. Hoặc là chúng ta có thể, nếu như mà nhà bạn nào có điều kiện, còn bạn nào không có điều kiện thì chúng ta có thể phụ bố mẹ làm thêm. Ở đây thầy không nói trường hợp là đi bán vé số hay gì đó, thì nó gọi là cái trường hợp gọi là éo le thì thầy không dám nói. Đa số chúng ta học trên mạng đây, đa số các học sinh mà đăng ký vào kênh của thầy đây, đây là những học sinh có điều kiện. Tại vì sao thầy nói có điều kiện? Thứ nhất là chúng ta phải có mạng này chứ, chúng ta phải có mạng mạng để chúng ta online chứ, chúng ta học được chứ. Đúng chưa? Thầy nói có đúng không? Chúng ta phải có mạng này chứ. Nếu như mà đẳng cấp hơn chút, chúng ta có cái laptop, chúng ta có một laptop là máy tính sách tay ha. Không là chúng ta phải có điện thoại. Điện thoại này, điện thoại thông minh, chúng ta mới lên mạng được, chúng ta mới xem video thầy được chứ. Nên là thầy dám khẳng định những bạn gần như không tuyệt đối là 100%, còn 90%. Còn một số bạn không có điều kiện thì ra ngoài tìm internet xem. Đấy là thầy nghĩ là số ít. Thầy nói thực sự là như thế, thầy biết chứ, đúng không? Đó, như vậy thì trong cuộc sống ta phải phụ giúp bố mẹ này, chúng ta hiếu thảo, hiếu thảo với bố mẹ. Chúng ta có thể là rót nước, mời bố mẹ uống hay là gì đó, được chưa? Chúng ta phải chăm chỉ là cái yếu tố thứ ba thầy cần phải chia sẻ các em. Cái yếu tố tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ với em đó chính là thứ tư mà thầy muốn chia sẻ nữa, đó chính là biết cố gắng phấn đấu, cố gắng phấn đấu, và đồng thời chúng ta phải biết chấp nhận cuộc sống. Nha. Ở đây cái chỗ mà cố gắng phấn đấu á, cố gắng phấn đấu, ở đây thầy không phải là ví dụ chúng ta phải trèo cao địa vị hay gì hết, mà đối với học tập của các em, chúng ta không nên nản chí, không nên nản chí. Thầy lấy ví dụ,
Ví dụ như cái bộ môn toán hình, thầy nói riêng cái môn toán hình đó, đa số học sinh bắt đầu từ chương trình học kỳ 2 năm lớp 7 đến lớp 12, đa số các em rất là sợ toán hình, rất là sợ. Nhưng không phải vì sợ môn toán hình nó khó mà chúng ta lại bỏ qua. Tại vì chúng ta biết ở trong cái đề thi môn toán đại thì còn 6 đến 7 điểm, còn môn hình nó chiếm từ là 3 đến 4 điểm. Nếu như chúng ta bỏ qua môn toán hình này thì liệu chúng ta có thể làm môn toán đại này là làm tất cả các bài đúng hết mà chúng ta tối đa chỉ đạt 7 điểm là tối đa. Như vậy thì ở đây chúng ta phải phấn đấu làm như nào đó, chúng ta phải học đều cả đại và hình. Thì khi đó chúng ta mới may ra được là từ 8 điểm trở lên, gọi là được học sinh giỏi. Các em hiểu không nào? Và cố gắng phấn đấu ở đây, trong cuộc sống cũng vậy các em. Chúng ta đừng để thua người khác, kể cả khi đá banh, bóng chuyền, cầu lông, tennis hay bất kỳ môn gì. Thầy, riêng thầy mà thua ai là thầy rất là tức. Không phải ở đây thầy có cái tính gọi là so đo tính toán này nọ, nhưng chúng ta một là bằng, hai là hơn người ta, thì người ta để người ta khỏi xem thường. Thầy ghét nhất là người ta sẽ xem thường mình, nhìn với con mắt khác các em ạ. Người ta bảo ô cái thằng này học dốt lắm, đá banh dở lắm, cho nó nghỉ đi, đừng có cho nó đá. Nghe câu đó là ứa gan rồi đó, là muốn bay vô là đập liền. Nhưng mà theo thầy nghĩ trong cuộc sống chúng ta cần phải biết cái sự rèn luyện, phấn đấu thì chúng ta mới gặt được cái thành công, gặt hái được những cái kết quả tốt, những kết quả cao. Và đặc biệt chúng ta cũng phải chấp nhận cuộc sống ở đây. Thầy nói chấp nhận cuộc sống một xíu nha. Thầy tâm sự một xíu. Thầy nói hồi mà thầy còn nhỏ đấy em. Thầy còn nhỏ mà hồi thì thời kỳ thầy đi học từ lớp 6 đến lớp 12, thầy ao ước em. Ao ước biết cái gì không? Bố mẹ của thầy á, bố mẹ thầy là một người cán bộ nhà nước, có thể là giáo viên hoặc là cán bộ xã, cán bộ huyện. Để làm gì? Để có lương em. Để có lương. Để có lương để cho thầy hàng ngày. Trong đám bạn mà học lớp chọn á, thầy học lớp chọn mà. Tại vì thầy ở xã, ở xã lên, thì thầy nói với em là thầy gần như là nghèo nhất lớp. Nghèo nhất, chắc là nhất luôn ha các em. Tại vì những cái bạn mà ở thị trấn hoặc là cùng xã thầy toàn bộ học lớp chọn là toàn bộ là con cán bộ không. Cán bộ thì em biết rồi, hồi cái thời điểm của thầy thì năm chín mấy đấy, thì thầy nói với em là nó xuống lắm em, xe đạp hả, thầy không có cái niềm yên ở đâu, hai cái bánh không em, chạy mà mùa mưa nó văng đầy đầu luôn. Còn bọn nó thì điện thoại định lúc đó nó đã có những cái xe, còn xe mini em, xe cuộc nhìn rất là thèm. Và tiền nó không bao giờ thiếu. Nhưng đối với thầy, thầy phải cố gắng nhé. Tại mình nghèo mà, mình biết cái số mình. Mình nghèo thì mình phải học. Mình phải học để cho khỏi xem thường. Các em biết các bạn mà hồi học cùng lớp chung với thầy học bao nhiêu cua? 3 cua một môn. Nghĩa là gì? Một cái môn hóa này nó học 3 thầy cô. Còn thầy hả, học một thầy cô mà nhiều lúc không có tiền nữa đi học, toàn là đi học phụ đạo không em. Còn môn toán cũng vậy, học toàn ba cua, bốn cua. Vậy mà sao nó không giỏi được em? Nó không giỏi chứng tỏ nó quá dốt rồi, có đúng chưa? Nhưng mà thầy cố gắng, thầy phải theo, mình phải học để nó thấy. Ok, em hiểu ý thầy nói không nào? Như vậy thì nhưng bố mẹ thầy thì là người nông dân bình thường thôi, buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ ngoài chợ thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thầy và các người anh em ruột thịt của thầy chẳng có thua ai trong xã hội này cả. Thầy nói thật sự, nhà thầy thì có ba người con em. Thầy nói kể về gia đình thầy một xíu nhé. Gia đình thầy, bố mẹ thì có ba người con em, chị nè, thầy nè, và em gái nha. Thì chị thầy thì cũng vừa mới mua cái ô tô em, là cũng có nhà cửa, cũng có hai đứa con. Thầy thì cũng đã có nhà cửa rồi và cuộc sống cũng không thiếu thốn gì đâu em. Em gái thầy ở Sài Gòn cũng đã mua nhà ở quận 8 em, ở quận 8, nhà cũng tầm khoảng tỷ rưỡi thôi đó. Và đang làm, chị gái thầy cũng là làm giáo viên nha. Chị gái thầy giáo viên, thầy cũng là giáo viên. Vợ thầy, cô Hoa dạy cái em cũng là giáo viên. Em gái của thầy hiện tại là đó chính là
đang làm ADN, chuyên xét nghiệm ADN. Còn em rể của thầy thì đang làm công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Đó, còn anh rể ở đây là cán bộ xã em. Nói chung á, nhà thầy thì bố mẹ thầy không có làm gì hết, không làm nhà nước, nhưng mà được cái cả rể cả con cái thì đều cũng gần như làm cán bộ hết. Đó, thầy không phải khoe. Qua clip này thì thầy nói với em, trong cuộc sống chúng ta phải biết cách phấn đấu thì chúng ta sẽ gặt hái được thành công ở trong công việc và cuộc sống, chỉ như thế thôi, được chưa? Còn trong phần 3 thầy sẽ nói tiếp một số cái để chúng ta tạo đến thành công tiếp các em nhé. Ok, thì nếu như các em cảm thấy cái video này ý nghĩa và nó hay thì chúng ta giúp thầy chia sẻ clip quảng cáo, và đồng thời chúng ta like comment tích cực. Các em cứ comment thoải mái trên cái video này. Còn riêng nói comment thì thầy có đọc comment hết các em, nhưng thầy không có thể nào thời gian mà trả lời hết 1.000 comment trong một ngày được các em, mà thầy chỉ chọn ra một số comment cảm thấy nó hơi sốc hàng hay là hay hay gì đó thầy để thầy trả lời, nên các em thông cảm nha. Ok, cảm ơn các em đã xem hết clip của thầy. Xin chào và gặp lại các em trong clip tiếp theo nha. Ok.